Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình là Thu Anh Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like, bình luận, chia sẻ và theo dõi kênh của mình nhé. Ngoài ra các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả phía bên dưới video này. Ok, rồi. Chủ đề của video ngày hôm nay đấy là tổng quan năm 2020. Thì mình đang làm một cái series tổng quan năm 2020 của 12 cung hoàng đạo. Và cung đầu tiên trong cái series lần này là cung Bảo Bình. Thì mình sẽ xem vì hai phần chính, đó là sự nghiệp và chuyện tình cảm. Thì với các bạn đang còn đi học, các bạn có thể nghe cái thông điệp và các bạn hướng nó về cái việc là định hướng nghề nghiệp cho các bạn. Còn với các bạn đang đi làm thì nó là nghề nghiệp, sự nghiệp nói chung của các bạn. Thì bây giờ mình xin phép được lật bài, mình đã trải bài sẵn rồi, bây giờ mình sẽ xem thông điệp nó là gì nhá. Thì bài Oracle mình có ba lá như này. Về bài Tarot mình có The Magician, nhà ảo thuật, Strength, Five Pentacles, Eight of Wands, King of Wands, The Moon và Five of Cups. Thì có một điều chắc chắn ở đây, trong năm tới có một sự thay đổi về công việc, về cái định hướng nghề nghiệp của bản thân. Cái công việc cũ của bạn nó không còn phù hợp với bạn nữa, và bạn muốn ra đi khỏi cái công việc cũ này. Dường như ấy, cái sự thật ra không, mình cảm giác như là lý do mà bạn muốn ra đi khỏi công việc cũ nó không đến từ cái yếu tố ngoại cảnh, tức là không phải là do cái công việc đấy nó không còn nó lương nó bị thấp đi hay là thay đổi, nói chung là cái tính chất công việc nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà bạn nhận ra cái này là thay đổi trong về tư duy của bạn nhận ra là bạn muốn thay đổi. Bạn bắt đầu có cái hiểu biết tốt hơn về bản thân mình, và bạn nhận ra là mình muốn làm một cái gì đấy nó kiểu như bạn nhận ra cái đam mê của chính mình, nên bạn muốn theo đuổi nó. Thế nên chắc chắn là trong năm nay có sự kết thúc, nhưng mà cũng khởi đầu ngay lập tức, kết thúc cái cũ để bắt đầu một cái mới, một chương mới. Thì cả bài Oracle lẫn cả bài Tarot đều có lá số 1, và Magician là số 1. Số 1 tượng trưng cho, trong thần số học thì số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu, sự bắt đầu lại. Nhưng mà để bắt đầu được thì bạn phải từ bỏ cái cũ đã, đúng không? Thậm chí có cả lá số 11 ở đây. Thì mình chắc chắn là cái sự bắt đầu lại, cái sự khởi đầu, cái đam mê này của bạn sẽ bị vấp phải sự phản đối từ gia đình. Gia đình, người thân, và bạn sẽ phải gặp nhiều, bạn sẽ phải nói thế nào nhỉ? Đấu khẩu à? Có sự cãi nhau ở đây, có sự lời qua tiếng lại làm tổn thương lẫn nhau ở đây. Ok. Tuy nhiên, đấy là mặt không tốt, mặt xấu. Nhưng mà mặt được là bạn học được nhiều hơn về bản thân mình. Bạn đang trên hành trình tìm kiếm bản thân. Năm nay là đánh dấu cái bước ngoặt như vậy. Và bởi vì bạn hiểu rõ hơn về bản thân mình, bạn biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, thế nên bạn mới nhận ra là cái công việc này, cái ngành nghề này nó không còn phù hợp với mình nữa. Thế nên là bạn mới muốn thay đổi. Trong năm nay nhá, thậm chí là bạn có một cái chuyến đi mà nó gắn liền với cái sự nghiệp của bạn. Có thể đây là cái chuyến đi hữu, nếu mà là chuyến đi hữu hình thì đây là một cái chuyến đi như kiểu là bạn tự cho mình một cái chuyến đi một mình. Chuyến đi du lịch một mình để bạn ngẫm lại về cái cuộc sống này, ngẫm lại về những gì bạn muốn làm. Hoặc là nó là chuyến đi về mặt tinh thần. Sau chuyến đi thì bạn trở nên rạng rỡ hơn. Trong bạn rạng rỡ hơn và bạn kiểu chủ động hơn, bạn biết mình phải làm gì, nghĩa là cái chuyến đi là một cái liệu pháp tinh thần, một cái phương thuốc dành cho bạn. Thì nói chung trong năm nay, nói chung là khó khăn nhá. Nó khó khăn về mặt tinh thần, bởi vì bạn muốn làm một cái gì đấy mới. Nhưng mà mình tin là bạn sẽ thành công, bởi vì cuối cùng thì bạn đã nhận ra được là bản thân mình cần cái gì và muốn cái gì. Nhưng mà nghĩa là bạn chọn cái con đường khó,
Bạn quyết định bạn chọn cái con đường khó, nhưng mà ít nhất là bạn được theo đuổi đam mê của mình. Và bạn phải chủ động rất là nhiều đấy. Nhưng một là bạn phải chủ động, hai là gần như là bạn phải cố gắng một mình. Nhưng mà cũng không sao cả đúng không? Ít nhất là mình được làm về cái đam mê của mình. Thì mình thấy các bạn Bảo Bình rất là đáng ngưỡng mộ trong trong cái năm nay. Kiểu bạn meo meo, kiểu cuối cùng bạn cũng dám đứng lên và thể hiện bản thân mình ấy. Bạn không còn bị ảnh hưởng bởi lời nói của những người xung quanh nữa. Trước đây là bạn có ảnh hưởng, nhưng cuối cùng thì đã đến lúc và bạn nghĩ là đã đến lúc mình phải đứng lên và làm một cái thứ gì đấy của riêng mình muốn đóng góp, mình muốn cho thế giới này thấy được cái vẻ đẹp của mình muốn đóng góp cái giá trị của riêng mình đối với nhân loại, về xã hội, về thế giới. Mình nghĩ là trong năm nay cuối cùng bạn cũng can đảm, đủ can đảm để đứng lên làm chuyện đấy, lần đầu làm chuyện đấy đúng không? Bây giờ mình sẽ xem lời khuyên cho bạn từ bộ Magical Times, bộ Oracle nữa. Lời khuyên dành cho các bạn Bảo Bình, sự nghiệp của các bạn Bảo Bình. Ôi trời ơi, cố lên các bạn ơi, hãy giữ vững niềm tin, hãy tin tưởng rằng bạn không ở một mình đâu. Các linh hồn, các spirit đang ở ngay bên cạnh bạn đấy. Và nếu khi khi mà bạn hỏi, bạn cầu xin sự trợ giúp từ các linh hồn, từ vũ trụ, thì sự trợ giúp này sẽ tới. Một quả lá bài quá đẹp luôn, một cái thông điệp cực kỳ phù hợp với các bạn luôn. Mình không biết các bạn ở đây có ai đọc tiểu thuyết của Haruki Murakami không? Cái ông tác giả nổi tiếng mà tác giả của truyện Rừng Na Uy ấy. Ông có một câu quote rất là hay. Đấy là, để mình không nhớ cụ thể chính xác từng từ từng chữ, nhưng mà ý đại loại là để đến được với ánh sáng thì bạn cần phải đi qua bóng tối đã. Thì mình nghĩ trong năm 2020 về khoản sự nghiệp thì các bạn Bảo Bình đang đi qua giai đoạn bóng tối, nhưng mà các bạn sẽ tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Chỉ cần gọi là kiên trì, và nói chung là kiên trì vì nó, đừng bỏ cuộc. Expectation, hãy mở rộng lòng mình với tất cả những gì đang tới. Nó có thể là âm nhạc mà trái tim bạn đang luôn mong đợi để nghe. Lại là một lá đẹp nữa, màu nó cũng giống nhau luôn, đẹp quá đi. Thật ra các bạn bây giờ mới bắt đầu cái cuộc hành trình của mình, hành trình tìm lại con người mình, hành trình tìm tìm kiếm bản ngã, tìm kiếm đam mê. Thì mình có thể trong năm nay các bạn vẫn chưa gặt hái được cái thành quả gì đáng kể, nhưng mà mình chúc các bạn là sẽ đừng bao giờ bỏ cuộc và sẽ luôn thành công trên cái con đường của chính mình. Khi mà các bạn đã bắt đầu đi theo tiếng gọi của trái tim thì chỉ có thành công thôi, không bao giờ có thất bại cả. Nhưng mà trên cái cột, trước khi đến được thành công thì rất là nhiều chướng ngại vật, và mình mong bạn sẽ mạnh mẽ vượt qua nó. Khi mà các bạn đã có đủ cái hiểu biết về bản thân mình rồi, đủ cái kiến thức về bản thân mình rồi, thì các bạn trở nên rất là mạnh mẽ. Dường như lúc đấy sẽ có một cái tâm niệm như là chỉ cần cố gắng thì cái gì cũng vượt qua, cái gì cũng làm được. Ok, bây giờ mình xin phép được đến với chủ đề tình cảm của các bạn Bảo Bình trong năm 2020 nhé. Xin chào các bạn đã quay trở lại. Đây là phần 2 chuyện tình cảm, tổng quan tình cảm của cung các bạn cung Bảo Bình trong năm 2020. Bây giờ mình xin phép được lật bài lên và trải bài nhé. Thì bài Oracle mình có 3 lá như sau. Ok. Về bài Tarot mình có Emperor, Queen of Wands, Four of Wands, ok. Eight of Swords, Four of Cups, Hermit và Seven of Pentacles. Ok, bây giờ mình sẽ chia ra hai trường hợp, một là các bạn độc thân và thứ hai là các bạn đang trong một mối quan hệ. Thì mình sẽ đến với các bạn độc thân trước. Với các bạn độc thân trong năm nay chắc chắn là sẽ có khởi đầu mới.
Và 90% đây là người cũ. Đây có thể người bạn cũ hoặc là ex của bạn. Có thể người yêu cũ, có thể là bạn cũ nhá. Một cái người cũ đã từng xuất hiện trong cuộc đời của bạn, bây giờ đến lúc người ta quay trở lại. Thật ra thì cũng tốt mà, cũng không vấn đề gì cả. Thì có thể là bạn sẽ, thì vì cái lá for once này mà mình nghĩ là hai người có thể có một cái gì để lâu dài được với nhau. Tuy nhiên bạn sẽ phải là người chủ động nhé. Bạn nhận ra là cái người này thật ra rất là phù hợp với mình, thế nên là bạn chủ động như là cái nữ hoàng của gậy này. Bà này là bà ấy kiểu thiên làm phụ nữ nhưng mà lại thiên về hành động, nhưng mà không phải là hành động nông nổi sốc nổi như là lá page hay là lá knight, mà nữ queen và king là hai lá mà có cái sự trưởng thành chín chắn rất là cao. Nhưng mà đây là người cũ rồi. Còn với các bạn mà đã có đối tượng thì mình nghĩ là trong năm nay các bạn nên dành thời gian ở một mình nhiều hơn. Nghĩa là có thể ngày xưa là hai bạn hầu như là cuốn lấy nhau như Sam, lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, lúc nào cũng đi với nhau, dính dính như hình với bóng. Nhưng mà trong năm nay thì các dường như các bạn cãi cọ về các vấn đề rất là vấn đề nó rất là lặt vặt, nó nhỏ nhặt và các bạn cãi nhau không ai chịu nhường ai. Thế thì cách giải quyết là trong năm nay là mình hãy dành nhiều thời gian ở cho sở thích của bản thân. Giả sử trước đây một tuần gặp nhau 3 đến 4 lần thì bây giờ một tuần gặp nhau một lần thôi, kiểu như vậy. Mình vẫn gặp nhau, mình không chia tay, nhưng mà mình cho nhau nhiều thời gian cho bản thân hơn, thời gian để ngẫm lại, để reflect, để kiểu đánh giá lại bản thân về những lỗi lầm đã xảy ra trong quá khứ, kiểu thế. Nói chung là trong về chuyện tình cảm thì mình thấy là các bạn độc thân, các bạn bảo mình độc thân có nhiều tin vui hơn là các bạn bảo mình có đối tượng. Để mình xem phải Oracle xem còn thông điệp gì cho các bạn không. Mình cảm giác như đối với các bạn đã có đối tượng á, các vấn đề, các mâu thuẫn trước đây của các bạn không giải quyết triệt để, thành ra nó bị như là giọt nước tràn ly hay là kiểu tức nước vỡ bờ, đến đến bây giờ nó mới bắt đầu bùng nổ, nó mới là pu 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 bùng nổ nhá. Ok. Với các bạn bảo mình có đối tượng này, nói thế nào nhỉ? Khi mà các bạn yêu nhau ấy thì mối quan hệ hạnh phúc không phải là hai người nhìn vào mắt nhau, không phải là hai người nhìn vào nhau mà là hai người cùng nhìn về một hướng. Thế ý có nghĩa của lá bài này này, học cách để trưởng thành với người khác, vượt qua các chướng ngại vật bằng cách gọi là working together, làm việc nhóm đấy, chạm đến trái tim của mỗi người, chạm đến trái tim của nhau trong cái cuộc đời này. Nghĩa là một mối quan hệ nó không chỉ tiếp tục một cách trọn vẹn được, mà nếu mà chỉ có một người tìm cách sửa chữa, tìm cách phát triển mối quan hệ, improve, cải thiện mối quan hệ trong khi cái người kia thì không làm gì cả, thì hai bạn cần phải có một cái sự giao tiếp cực kỳ rõ ràng ở đây nếu các bạn muốn mối quan hệ nó không bị đến ngõ cụt. Mercy, kindness, what you give also you receive. Còn với các bạn độc thân á, mình thì các bạn độc thân thì mình cảm giác là cái người cũ quay trở lại này, bởi vì người ta vẫn nhớ đến những cái gì bạn làm trong quá khứ của họ. Cái người cũ này là một cái người cực kỳ quan tâm đến quá khứ luôn. Ai đối xử tốt với họ thì họ chắc chắn sẽ đền đáp gấp 10 lần, mà ai đối xử không tốt là họ sẽ chắc là không phải trả thù đâu, nhưng mà họ sẽ cực kỳ ghi nhớ, họ để bụng.
thì mình cảm giác như trong quá khứ bạn đối xử tốt với cái người này, thế nên bây giờ người ta quay trở lại và người ta trả lại bạn. Ừ. Trả lại bạn dưới dạng tình yêu. Nhưng mà dù là các bạn độc thân hay các bạn có một đối tượng đi nữa, thì mình thấy từ khóa ở đây vẫn là quá khứ. Một bên là quá khứ quay trở lại, một bên là các bạn phải rút ra được một bài học gì đấy trong quá khứ, những cái lỗi lầm trong quá khứ. Nó không chỉ là quá khứ mà còn là gì nhỉ? Karma, nghiệp à? Ừ, kiểu nghiệp chướng, những cái gì bạn đã làm trong quá khứ. Nếu mà những gì đã bạn làm tốt trong quá khứ thì bây giờ bạn sẽ được kiểu đền đáp. Còn những cái lỗi lầm của bạn trong quá khứ thì bây giờ bạn sẽ bị, bạn sẽ kiểu ăn quả báo ấy. Mình cảm thấy trong chuyện tình cảm của Bảo Bình, cái năng lượng chung là, từ khóa chung này là quá khứ, nghiệp, quả báo. Thế nên là tất cả những gì xảy ra cho bạn trong chuyện tình cảm nhá, trong năm 2020 đều là kết quả của những gì bạn đã làm, đã nói, đã hành động, hành vi, thái độ, cách cư xử của bạn trong quá khứ. Thế nên nếu mà người ta có đối xử tốt với bạn thì không phải là không, thì bạn cũng không phải lo lắng là ôi liệu mình có thể đối đáp trả lại cái tình cảm này của người ta như thế nào. Không cần phải quá lo lắng về điều đấy, bởi vì người ta chỉ đang trả lại cho bạn thôi. Còn nếu mà người ta đối xử tệ với bạn thì cũng, thì mình cũng phải hiểu là à, kiểu mình không nên có những cái câu hỏi như là tại sao mình tốt thế này mà bị đối xử như thế. Chứ mình nghĩ mình tốt nhưng mà chưa chắc người khác lại nghĩ thế. Ừ, chắc chắn là có sự thay đổi ở đây, một thay đổi theo chiều hướng tích cực. Với các bạn độc thân thì thay thay đổi như mình nói là người mới sẽ tới, à không, người cũ sẽ tới. Nhưng mà với mang mang cho mình một cái tình cảm mới, gọi là gì nhỉ, bình cũ rượu mới à. Ừ, bình cũ rượu mới. Bình thường là rượu cũ bình mới à, nhưng mà lần này là rượu cũ, rượu mới bình cũ. Ồ, còn với các bạn có trong mối quan hệ thì, hoặc là thì mình nghĩ là các mối quan hệ sau 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 quãng thời gian cãi nhau bum bết thì các bạn sẽ có mối quan hệ, các bạn hiểu nhau hơn và mối quan hệ lên một cái tầm tầm cao mới, một cái level mới. Thay vì nhìn vào mắt nhau, các bạn lại cùng nhau nhìn về một hướng đấy. Change, thấy chưa, lại thay đổi này. Cuộc sống này thay đổi là bởi vì các bạn phải hiểu là những cái gì xảy ra với bạn nó là phản ánh từ những gì bên trong bạn. Nếu cuộc sống xung quanh bạn thay đổi, tức là bản thân bạn đang transforming, bản thân bạn đang thay đổi. Hãy rũ bỏ các những cái quá khứ không tốt. Hãy buông bỏ những cái kỷ niệm xấu. Sau khi mình học hỏi được cái bài học từ từ quá khứ rồi thì hãy buông bỏ nó. Đừng có dằn vặt bản thân vì nó nữa và tiến tới cái ánh sáng và niềm vui của ngày mới. Ý nghĩa của lá bài này là như thế. Nhưng mình tin là cái sự thay đổi tích cực đang đến với các bạn Bảo Bình, kể cả bạn độc thân hay là có đối tượng. Chúc mừng các bạn. Mình thấy là nếu mà chấm điểm về chuyện tình cảm thì cũng phải được 7, 8 trên 10, thế là cao rồi. Rồi mình vừa mới xong trải bài tổng quan năm 2020 về mặt sự nghiệp và tình cảm cho các bạn cùng Bảo Bình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến hết các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tiếp theo. Bye bye.